nè mọi người nghe. Cam kết nha, bốn bạn nữ này ai cặp đôi với ẩn là sẽ chịu 10 triệu Việt Nam đồng. Rồi ok. Ok đúng không? Em ok luôn nè. Ok rồi nha. Đi ăn hết rồi nha. Rồi, đó lắm. 10 triệu là sung vô quỷ để tắm đứa đi ăn. Con này nó vô ok. Bây giờ mình nghiêm túc lại đi đây nè. Bây giờ chị Diệu trước. Diệu ok không? Ok. Khoan, ok cái gì? Nói lại một cái câu đi. Bây giờ ai không, anh không cần nói lại, anh nói nghe để cho mọi người tự nói luôn. Rồi, Diệu nói nè. Cặp đôi ẩn thì tôi giữ vậy. Em không phải là cặp đối biện, em là cặp đối biện, em đền 10 triệu cho mọi người luôn. 10 triệu đủ mọi người đi bóc chơi đã luôn. Ok, chờ ăn luôn. Em là Lily và em là người chơi ở đây, em không phải là cặp đối biện. Nếu em là cặp đối biện trong chương trình này em sẽ bị phạt 10 triệu, ok. Rồi tiếp. Em là Như. Không dám nè, hiểu chưa? Em là Như, em không dám. Em không có dám. Rồi để cho con nhỏ nói. Không có dám. Cho con nhỏ nói đi. Quéo anh. Đâu, Vy đánh lạc hướng á, Vy đánh này. Rồi, vô em. Em mắc cười, em mắc rồi, nói nè, 2, 3. Đó, đâu em già. Là Như Ý đúng không? Em là cặp đối ẩn, em chịu 10 triệu mọi người đi chơi, ok. Ok, rồi, rồi tới Vy rồi. Đúng rồi, em sẽ nhận. Ở đây ai cũng giàu hết á mọi người, thiệt. Rồi, vô Vy rồi, tới Vy rồi. Em thì từ xa xa cái mặt em gần cái mặt lắm, từ em là Tường Vy, em xin tuyên bố mọi người, em không phải là cặp đối ẩn. Nếu như em là cặp đối ẩn, em sẽ đền cho mọi người 10 triệu. Đi chơi gì? Đi chơi cũng được hết trơn á. Phải không? Phải Tường Vy không? Phải Tường Vy không? Em tên phải Tường Vy không? Phải không? Người ta là Tường Vy. Phải không? Họ tên là gì? Tường Vy. Tường Vy cùng đội là 4 Hello mọi người, thì mọi người có bao giờ mà có cảm giác như thế này chưa? Cảm giác một mình với thiên nhiên. Ai da. Với thiên nhiên. Đây. Đây mọi người đó. Ở đây là ba cô thung nữ. Em đi theo boss của anh ấy. Đúng rồi, mọi người đây là ba cô thung nữ nè mọi người, thấy chưa, thung nữ trên núi mình mới bắt được. Ăn lăng sẽ băng băng bôn vi, còn cái kia là A Lăng, A Ma Bô Diều và cái cô gái ở trên là không quay cảnh mình. Không có úp đâu chị, quay vui à. Ở kia là cái gì hồ ly. Rồi. Rất là dễ thương. Ai cũng đang ế. Rất là đẹp.